Ghi hoặc cuộc trai có kìa. Để hay quay quay. Ghi ghi chà. Và cuộc trai có kìa. Nhanh không ra nó có kết quả rồi. Nhanh không có kết phân. Có kết phân rồi. Ok, hello chào các bạn, mình tên Hùng Kaka. Ok, hello chào bạn, mình tên Nông Bao Nụ. Ok, chào mừng các bạn quay lại với channel Nông nghiệp Việt Nam ở châu Phi. Đấy, thì vào đầu video như thường lệ, các bạn hãy cho anh em mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh Hùng Kaka Vlog. Hùng Kaka Vlog ơi. Và nhớ đăng ký kênh Nông nghiệp Việt Nam ở châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi các bạn nhé. Đấy, mà đi cuốc cái đứng làm chi? Đi vơ cỏ đấy chứ. Đấy, nói chung là thì hôm nay là anh em mình là quyết định là làm một cái mảnh đất này hay. Đấy, hôm nay là anh em mình là huy động tất cả người dân các bạn cũng được. Có thể là để mọi người ra ruộng cỏ cũng như cái cây để gom đốt đấy. Nói chung là hôm nay phải khoái hoang sạch cái mảnh đất này các bạn ạ. Để mà người dân nhiều thì cứ khoai hang là bao nhiêu là khoai hang hết. Là chơi được, quá sườn cáo quá sườn đấy đi. Được từng nào thì là tổ từng đấy các bạn, cứ trông từ từ đúng không? Sáng tàn bên kia luôn được. Nói gì em? Sao bên đâu? Đây đây rồng các bạn ơi, nhưng mà có đều là nó hơi dốc đấy, nó xoải xuống quá hay. Dốc chứ không phải hơi, dốc nhiều đấy các bạn. Đấy. Rất là xoải. Có mẹ ôm mẹ. Ha? Qua đã bị đâu? Bị đâu hay tên kia ấy? Đang cuộc bắt chào ấy. À, Matteo chào các bạn đây. Ok, hello chào các bạn, mình tên Matteo. À, cùng đi của co kì. Ok. Não, ele vai meter na água, depois vai ser fuga. Ah, ele vai meter na água. Tá no nó không? Bột ăn, bột thôi. Nó không nổ được. Ăn sống mà được. Sống là khác. Anh nó đã không anh? Đã mà chúng mai cả. À, mai.
Nó mua đâu? Đi, đã bảo ta mới tài xế, đã bảo cho cái gì? Cái gì? Nó đã bảo của mẹ xin. Vì mẹ mới tên áo, quên bảo sẽ phụi. Có mẹ xin vậy? Có mẹ đá dài dạo vậy. Tiếng hòm ba. Rồi nó còn mèo còn ủi ra cho bà ta. À, cái sẵn này ăn là say. Cái sẵn này sẵn trong để mân bột ngô. Mân bột. Xong rồi. Thôi con lại cho dưng lại được đâu. Đánh vô gốc cây cho vuông thành cho cắt. Làm cho được màu luôn không? Đẹp luôn. Làm cho mẫu luôn. Khô gom này và đốt luôn là được ruộng này. Ừ. Bỏ được ruộng cho khô mái ngay kia đốt luôn. Mái ngay đốt luôn. Quanh đây luôn. Ừ. Để làm cho gọn nó sao mình sẽ ngăn dây. Không có kể. Ừ. Cô mà. À cái này ta sao được kìa. Quá nhiều khi anh em ăn tiền tu đi. Đấy tu. Đây là quan sát đó, mình sẽ mong. Nào, đây là cái gì nào? Dạ, em sẽ bơm đi cái gì ra. Amarga. Madam. Amarga. 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 Yeah. Exam ayat dar. Pasal tak? Ikan soda ni.
Hò, hò. Đóng qua các bạn này nên là phải hò. Hôm nay đóng mà về, bây giờ về hết các bạn. Cuộc là từ đây xuống dưới kia. Giờ trời gần mưa thì cũng phơi. Để mai. Nhưng cái cỏ đấy là phải phơi xong nên ngày mai mới đổ được để làm trò luôn đúng không? Bài, em xin phải nghỉ. Giờ em xin lấy xu tên phi cây vay, sẽ có mai nhà vay. Que má. Vamos a meter el lomo, poco. Vamos a quemar. Mete agua, vai queimar. Tudo vai mijar aí, vai meter fogo. Vai dar. Gasolina. Amanhã tá dando. Amanhã cedo, chama tudo gente, vai que faz bem. Sim, 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 sim. Tá bem, tá bem. Tudo cedo. Sim, sim. Thôi bây giờ để hố đây ngày mai đổ tôi. Ngày mai đổ xong bắt đầu lại vào công cuộc là sẽ cải tạo đất. Cải tạo đất để mà trong. Đất ở đây chai bạc màu này phải mình phải cuốc để hả hơi đốt cái cỏ linh tinh cho nó trộn lẫn vào đất. Đúng không? Nhìn đất này không được đẹp như bên bản vườn áo chuông đó thầy. Đất này đỏ, con xấu hơn cả cái bản cù luôn thầy. Không có cái nào xấu hơn cái nào nữa. Không có nào xấu bằng cái này. Không ai xấu bằng em. Dạ, tu đua mai nhà về cái mai sẽ đập bôi vai. Áp nhà mai lê xu, đập bôi vai đi đây ta bê. Ta bê? Có hiểu không này? Không hiểu, không hiểu tiếng bô các bạn. Nhìn tên đi. Okay. Khả năng của mình phải học khẩn cấp cái khóa tiếng bản địa này. Đúng rồi, phải học khẩn cấp khóa tiếng bản địa các bạn. Mateo, Phan nào, Phan nào, Mateo. À, ông tiên là, ông đây là tala chú ấy, chú tìm mua mâm bùi, ya, ông mua sulu quả cam bơ đấy. Chiwa, 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 à, chi hoa là ta bông, chi hoa gọi là ta bông, chi hoa, chi hoa, chi hoa. Thôi thì cùng để ngày mai lên các bạn ạ. Đấy, bây giờ cùng tối thì dọn vườn này là cải tạo này gọi là khai hoang thì buổi chiều mát thì mới làm các bạn nhé. Còn buổi trưa buổi giữa chiều thì nặng quá. Nói chung là mình anh em mình hướng dẫn người dân cứ từ từ như kiểu gầy đàn ấy, bắt đầu cứ dần dần tình tí bắt đầu mới là nằm mạnh dần các bạn ạ. Đấy. Hôm nay là ngày buổi đầu đi hôm qua xem đất rồi. Nay đi khai hoang cũng như nhặt cỏ vậy. Ngày mai bắt đầu mới cuốc đất. Cuộc đất bắt đầu đi. Công việc lặng là ngày mai. Cải tạo đó. Cuộc màn mở màn bắt đầu chào hỏi xong là nhặt cỏ qua đã. Đấy thì hôm nay thì anh em mình lên đây cùng rửa tất cả các bạn ạ. Cùng rửa là cái gì? Giữa đây thì giữa là cùng làm là khai hoang và đất mới các bạn nhé. Đấy, cuộc cỏ đấy để bây giờ để ngay mái khô sẽ đổ sáu
Đấy thì bây giờ video này thì anh em mình cũng xin dừng tại đây. Mọi người thấy video này hay, video có ý nghĩa thì hãy nhớ cho anh em mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh Nông nghiệp Việt Nam ở Châu Phi để anh em chúng tôi có động lực giúp đỡ người dân nghèo và những em nhỏ mồ côi ở miền núi Châu Phi mọi người nhá. Chào chào. Hallelujah. Muy bien, obrigado. Oh, okay. Para que te. Cuánto, 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 cu